Ngày 21 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam A Đao, 23 tuổi và A Nhơn, 20 tuổi, thôn Con Hờ Ra Chóp, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum về tội chống người thi hành công vụ. Trước đó, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Kon Tum tuần tra trên địa bàn thành phố Kon Tum thì phát hiện A Phôn, 17 tuổi, trú cùng thôn, lái xe máy chở hai đối tượng trên nhưng không đội mũ bảo hiểm. Tổ tuần tra yêu cầu dừng xe nhưng các đối tượng không chấp hành. Khi bị truy đuổi, A Đao và A Nhân dùng đèn pin chiếu vào mặt và bắn ná cao su vào lực lượng tuần tra, gây thương tích ở bàn tay phải của chiến sĩ Blond Điệp. Trước tình hình đó, lực lượng công an đã nổ súng chỉ thiên, yêu cầu các đối tượng dừng xe nhưng các đối tượng không chấp hành và phóng xe bỏ chạy. Các đối tượng sau đó lần lượt bị bắt giữ. Riêng A Phôn không tham gia vào quá trình chống người thi hành công vụ nên bị xử phạt hành chính về hành vi không chấp hành hiệu lệnh của cơ quan công an.